Thưa quý vị, chuyển đổi phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu hàng đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Xuyên Mộc, chủ trương này luôn được chú trọng triển khai thực hiện. Chúng ta cùng gặp gỡ hai trong số nhiều nông dân thành công nhờ mạnh dạn chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Sau nhiều năm làm nghề bảo vệ, rồi mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi gà ta thả vườn. Cách đây gần 2 năm, anh Nguyễn Duy Tú ở ấp 4B, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc đã rẽ ngang sang nghề này. Được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng với khoản tiền tích góp được, anh Tú đầu tư chuồng trại và mua 1.000 con gà ta giống Bình Định về nuôi. Theo anh Tú, giống gà Bình Định là giống gà có sức đề kháng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao, ít dịch bệnh. Khi trưởng thành, gà đạt trọng lượng từ 2 đến 2,7kg một con, thịt ngọt, dai, thơm, ngon nên được thương lái bao tiêu sản phẩm. Với giá dao động từ 62.000 đến 67.000 đồng một ký, mỗi con gà cho lãi từ 30.000 đến 35.000 đồng nên anh Tú tăng dần số lượng nuôi lên 1.500 con rồi lên 3.000 con một lứa. Mỗi năm nuôi 4 lứa gà, sau khi trừ các chi phí, anh Tú lãi trên 150 triệu đồng. Em cũng tranh thủ cố gắng hết sức để nuôi được 3.000 con. Giá cả thì cũng có hướng tăng lên, cho nên cũng thấy phấn khởi. Trước đây, ông Hoàng Văn Thám ở ấp Hai Tây, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc nuôi heo và dê. Nhưng do giá bán không ổn định nên ông thường bị thua lỗ. Qua tìm hiểu các mô hình nuôi, năm 2018, ông Thám chuyển đổi sang mô hình nuôi ba ba. Lứa nuôi đầu tiên, ông nuôi 1.500 con. Gần một năm sau, ông thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, ông lời 120 triệu đồng. Thấy đầu ra ổn định, lại dễ chăm sóc nên ông Thám tăng gấp đôi số lượng nuôi. Với diện tích 3.000 m2 đất, ông chia thành 3 ao, mỗi ao nuôi 1.000 con. Nhất nuôi ba ba nó có được cái là giá cả nó ổn định, với đầu ra nó rất ổn định, nguồn nước tốt sạch là mình nuôi được. Thấy là so với các loài nuôi khác, giá cả nó ổn định bằng con ba ba. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đang có những hướng đi tích cực. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc, trong năm 2019 đã có hàng chục mô hình chăn nuôi đã được chuyển đổi thành công. Qua đó từng bước giúp nông dân vươn lên khá giàu, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.